Vâng, tôi xin tiếp tục trả lời hai câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi thứ nhất đó là Đỗ Nguyệt Trinh, lợn bị đau mắt như kiểu đau mắt đỏ ở người thì cách khắc phục như thế nào? Em nuôi với quy mô là 150 con trên một chuồng. Thế này, như vậy là cái lượng mà lợn lớn như vậy mà anh mà chị nuôi như vậy thì cái mật độ nó thì quá cao, và khi mà mật độ quá cao thì cái chất thải nó cũng quá lớn, và khi mà chất thải quá lớn mà dọn vệ sinh mà không được tốt, thì nó sẽ bị ô nhiễm môi trường, mà khi ô nhiễm môi trường thì nó sản sinh ra mấy cái khí độc trong chuồng nuôi sau đây: NH3, H2S, và chính những cái khí độc này nó kích ứng rất mạnh vào niêm mạc mắt, niêm mạc miệng và niêm mạc đường hô hấp. Như vậy thì gây nên hiện tượng là viêm mắt hay là viêm kết mạc, viêm giác mạc. Còn nếu mà tác động vào niêm mạc đường hô hấp gây nên hiện tượng là viêm đường hô hấp, ví dụ như gà thì bị ho khẹt, còn lợn là có hiện tượng là bị viêm phổi và hiện tượng thở khó. Để khắc phục cái hiện tượng này thì theo chúng tôi là chị cần phải tiến hành các bước sau đây. Bước thứ nhất là phải giãn mật độ, giãn mật độ lợn ra nha. Chị phải nhớ là phải giãn mật độ lợn ra, chứ không để một lượng quá lớn như thế này. Thứ hai là phải vệ sinh chuồng lợn sạch sẽ, tức là hàng ngày phải gì, dọn các chất thải. Chất thải đây có thể là phân, nước tiểu, hoặc là các thức ăn thừa, hoặc là một số các loại hữu cơ khác, phải dọn sạch. Và chuồng nuôi phải luôn khô ráo, sạch sẽ, dùng thuốc sát trùng để tẩy uế chuồng nuôi và tẩy uế môi trường xung quanh. Thì đấy là cái bước thứ nhất để xử lý môi trường. Bước thứ hai là tác động vào mắt. Thì trong trường hợp này, không biết là có nhiều lợn bị hay không, nhưng nhiều hay là ít không đặt thành vấn đề. Thì việc đầu tiên anh chị dùng cho tôi cái răng tamisin. Tôi biết là cái răng tamisin dạng nước, răng tamisin này, cái răng tamisin dạng nước nha, nhỏ trực tiếp vào mắt đau của lợn ngày 2 lần nha. Chứ trong trường hợp này là một số người là dùng cái thuốc mỡ mà thuốc nhỏ mắt của người không tốt, cứ dùng ngay trực tiếp cái răng tamisin dạng nước, nhớ là phải răng tamisin dạng nước, nhỏ vào mắt đau ngày 2 lần nha. Đồng thời là dùng những kháng sinh sau đây để tiêm cho lợn. Thì cái kháng sinh đây có thể là dùng lancosin, hoặc là có thể dùng ampicana, hoặc có thể là dùng là gentamicin. Thì một trong ba các loại kháng sinh đây để điều trị toàn thân thì chị tiêm một trong ba các loại thuốc này, tiêm bắp, và với cái phác đồ trên chị điều trị liên tục 5 đến 7 ngày. Tôi nhắc lại là phải vệ sinh môi trường, rồi đồng thời là phải giãn mật độ đàn nuôi và dùng các loại thuốc mà tôi vừa nêu trên thì sẽ khắc phục được cái hiện tượng trên đàn lợn như chị mô tả. Chúc chị xử lý thành công.